Thần Đồng Tiên Tri Ấn Độ tiết lộ rằng, người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, sau 63 tuổi, nếu như nắm bắt được 3 cơ hội này, sẽ thay đổi cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, tài lộc bủa vây, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý cô bác tuổi Tân Sửu kính mến, người xưa có nói, lòng người sinh một niệm, trời đất đều biết hết, thiện ác nếu không báo, trời đất ắt vị tư. Có nghĩa là, trời đất xưa nay vốn dĩ không thiên vị ai, con người chiêu mời phúc hay họa hết thảy đều ở tâm của mình khởi lên. Nếu không muốn hối hận về sau, thì ta cần phải thận trọng ngay từ phút khởi niệm ban đầu. Ý nghĩa ấy cũng tương tự với câu, đức năng thắng số trong tử vi học, số có đức độ ắt thắng được số phận nghiệt ngã. Có người xác nhận nghiệp giữ quả báo tới, mà lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến từ xấu, thành tốt, thu hái để lộc lá về tay, ấy là do đức năng của người đó. Theo các nhà tử vi học phương Đông tiết lộ, sau 63 tuổi, người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực, chuẩn bị giáng xuống đầu con giáp này. Tuy nhiên, nếu nắm bắt được 3 cơ hội vàng này, bản mệnh sẽ xoay chuyển vận mệnh của mình, tiền bạc kéo đến ầm ầm. Cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy 3 cơ hội đó là gì? Vận trình tuổi Tân Sửu sau 63 tuổi sẽ có biến động ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Người tuổi Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt mục tiêu ra, họ sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Tân Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hảo huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy, người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật. Bởi vậy, không ai biết những kế hoạch họ đang làm gì. Tuổi Tân Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Tân Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Tân Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Tân Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi Tân Sửu đại diện cho sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần, họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh khiến tuổi Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến tuổi Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân, họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Tuổi Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc, họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Tân Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Tân Sửu làm việc một cách trình tự khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất với con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ. Những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành, thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Tân Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Tân Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình, họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ hoài bão chinh phục được thành công, tuổi Tân Sửu kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc.
Những người này bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp, họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Tân Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm khó khăn, thử thách, thì tuổi Tân Sửu vẫn ung dung, hiên ngang toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi Tân Sửu, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cầu thả. Họ chậm rãi chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng có. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao. Họ làm gì cũng tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc. Bởi vậy, đôi khi cuộc sống của những người này thật nhàm chán và cứng nhắc. Đàn ông tuổi Tân Sửu dù không lãng mạn mơ mộng, nhưng họ có trách nhiệm, khi kết hôn sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thực ra tuổi Tân Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng, những lúc buồn bã khó khăn, họ cũng cần được quan tâm an ủi chăm sóc. Lúc ấy gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để tuổi Tân Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ dũng cảm, nhưng tuổi Tân Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm, họ luôn chọn giải pháp an toàn, chắc chắn cho bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng cao sang. Đối với tuổi Tân Sửu, gia đình là nơi linh thiêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ, dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Họ nghiêm túc tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng được bất kỳ tình cảm của ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, tuổi Tân Sửu cần thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình. Mọi mối quan hệ của tuổi Tân Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau. Họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè, không phải ai tuổi Tân Sửu cũng coi là những người tri kỷ thật sự. Trong cuộc đời tình duyên của người tuổi Tân Sửu, thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Nếu kết hôn với họ, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của người tuổi Tân Sửu, chung thủy, âm thầm và ấm áp. Họ luôn biết cách nhường nhịn chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Tân Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn mong muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu luật lệ của mình. Nam mạng tuổi Tân Sửu. Cuộc đời nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào chung vận có nhiều kết quả về danh phận, đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu có nhiều hay đẹp về cuộc sống, cũng như về danh vọng và sự nghiệp, tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh, chung vận và hậu vận nhiều sung sướng. Số hưởng thọ trung bình từ 55 đến 60 tuổi, hiền đức thì tăng thêm niên kỷ, gian ác thì giảm kỷ. Nữ mạng tuổi Tân Sửu. Xem tử vi thấy rằng, nữ mạng Tân Sửu gặp nhiều hay đẹp trong chuyện tình duyên, ở vào tiền vận cuộc sống có nhiều vất vả khó khăn, sang đến chung vận sẽ dễ dàng hơn. Gia đạo sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, đến hậu vận sẽ được sung sướng thành thơi. Những người này có số hưởng thọ từ 76 tuổi đến 82 tuổi, những người sống lương thiện, tích phúc, tích đức, làm nhiều chuyện tốt sẽ được gia tăng tuổi thọ. Về công danh, sự nghiệp, người tuổi Tân Sửu là kết tinh của sức mạnh thể chất và tinh thần, luôn sẵn sàng giúp đỡ che chở cho người khác khi làm việc họ tự do và độc lập, không dựa dẫm ỷ lại vào bất kỳ ai. Với sự chăm chỉ cần cù và kiên nhẫn, người tuổi Tân Sửu sớm muộn sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Khi còn nhỏ tuổi Tân Sửu khá trầm lặng và nhút nhát, càng trưởng thành, họ càng học được cách cởi mở, tự tin trong giao tiếp, họ hay gặp phải những chuyện rắc rối phiền muộn về mặt tình cảm. Dù không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng tinh thần buồn phiền chán nản ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của tuổi Tân Sửu. Những người tuổi Tân Sửu đa phần rất bận rộn, làm việc cống hiến hết mình cho lợi ích của cộng đồng. Cuộc sống của họ chỉ thực sự an nhàn khi về già, dù giỏi kiếm tiền nhưng tuổi Tân Sửu dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến mất tài sản của cải. Bởi vậy, những người tuổi này đôi khi cuộc sống giàu sang, dư giả, nhưng cũng có lúc túng thiếu phải đi vay mượn. Quan điểm sống của người tuổi Tân Sửu là thẳng thắn, song phẳng và công bằng. Mỗi khi phải giải quyết vấn đề gì đó, họ luôn cân nhắc theo lý trí, hoàn toàn không để tình cảm xen vào. Đôi lúc sự thẳng thắn ấy khiến cho tuổi Tân Sửu bị người khác hiểu lầm, trách móc. Với sự nghiệp lý tưởng nhất về quản lý doanh nghiệp, trong làm ăn buôn bán có thể phát đạt, về tương lai tiền đồ thường sáng lạng,
có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp và biết dành cơ hội khi thời cơ đến. Người tuổi Tân Sửu có tinh lực dồi dào, họ là những người có sở trường về vài kế hoạch, mặt khác họ rất lanh lợi, linh hoạt nên là ngoại giao tình báo rất tốt. Song tuổi Tân Sửu cần tránh một số nhược điểm dưới đây, tránh chủ quan bảo thủ, phải có tầm nhìn xa trông rộng, không quyết đoán theo trực giác để đi đến kết luận, không nên tin trực giác, trước mọi sự việc phải công tâm thẳng thắn, không xuất phát từ quyền lợi bản thân mà phải công minh chính trực, tránh nóng nảy đa nghi, sẽ làm hỏng việc lớn. Trong công việc khi gặp khó khăn phải bình tĩnh giải quyết, không được chùn bước, nên giải hòa trong tranh chấp, khi mất của phải kiên trì có thời gian mới tìm được. Nhìn chung, tuổi Tân Sửu là người có năng lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nên tiền đồ sáng sủa. Sau 63 tuổi, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu nói chung khá thuận lợi, sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức tăng lương. Thêm nữa, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu, nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng có thể được cân nhắc vị trí công việc tốt hơn, hoặc làm quản lý lãnh đạo, ví như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Ngoài ra, từ 63 tuổi trở đi, con đường thăng tiến của những người tuổi Tân Sửu, đặc biệt là nam mệnh, cuối năm 2023, tạo động lực cho con giáp này nỗ lực không ngừng, nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản mệnh hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo đó, những chú trâu tha hồ tỏa sáng thể hiện tài năng, cũng như khẳng định cá tính, cái tôi bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên, hết sức lưu ý, hành sự cần khiêm tốn, tránh khoe khoang, tự tin thái quá, kẻo rước họa tiểu nhân, thị phi bùa vây. Chính điều này là rào cản khiến con đường thăng tiến gặp trắc trở, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của. Nam mạng tuổi Tân Sửu. Theo tử vi, nếu trong sự làm ăn hay phát triển công danh, bạn nên lựa những tuổi này mà cộng tác hay hợp tác thì có phần tốt đẹp, thu được những thắng lợi về tài lộc, đó là các tuổi Quý Mão, Tân Sửu, Bính Ngọ, kết hôn hay làm ăn với những tuổi này thì được tốt. Những tuổi sau đây bạn không nên kết duyên hoặc hợp tác làm ăn, vì kết duyên hay hợp tác làm ăn, bạn sẽ bị biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là bạn kết duyên với những tuổi Tân Sửu đồng tuổi, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất, Ất Mùi. Nữ mạng tuổi Hợp làm ăn. Muốn thu về được những kết quả như mong muốn trong chuyện làm ăn thì tốt nhất tuổi Tân Sửu nữ mạng nên chọn những tuổi sau đây để hợp tác hoặc làm đối tác trong làm ăn, đó là những tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu. Tuổi Đại Kỵ, Tân Sửu nữ mạng không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với những người tuổi xung khắc gồm Tân Sửu, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất và Ất Mùi. Nếu kết hôn thì vợ chồng xa cách, nếu làm ăn thì thua lỗ thất bại. Mọi việc cần hết sức cẩn trọng và giản dị khi gặp tuổi Đại Kỵ. Nếu hai người vẫn muốn kết duyên thì không nên cưới hỏi linh đình, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc, tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình phạm tuổi Đại Kỵ thì nên thành tâm lập lễ cúng sao dài hạn hàng năm, cho mỗi người sẽ giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ách. Về mặt tài lộc, bản thân mệnh cách tuổi Tân Sửu đã có số vượng tài, đặc biệt sau 63 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường hoặc kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Tân Sửu nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Tân Sửu sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó quản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về mặt tình cảm, người tuổi Tân Sửu ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú và trái tim chân thành với người đó. Người tuổi này không biết cách thể hiện bản thân, nên trong mắt người khác họ khá lạnh lùng, có điều bề ngoài như vậy khiến họ thu hút được rất nhiều đối tượng, là người nhiệt tình và hướng ngoại. Họ luôn mơ ước về một tình yêu son sắt, thủy chung, mặc dù kém lãng mạn nhưng luôn chân thành, thật tình với người mình yêu. Nam giới sinh năm Tân Sửu cương nghị,
Quật Cường thích những cô gái dịu dàng và khéo léo. Trong tình yêu, đàn ông tuổi Châu có hai điểm yếu chí mạng. Họ không biết phân biệt nặng nhẹ, không phân chia ranh giới rõ ràng trong tình cảm. Dù đã có người yêu nhưng tính cách ga lăng, nên vẫn đối tốt quá mức với tất cả những người phụ nữ xung quanh. Họ cũng hay nghi ngờ, ghen tuông vô lý, khiến người yêu không ít lần buồn tủi vì mắc tiếng oan. Tuy nhiên, đây lại là người chồng mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc vợ con, không ngại làm việc nhà, khiến bạn đời luôn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy. Nữ giới tuổi Tân Sửu tính tình nhã nhặn, ôn hòa, nhẫn nại là mẫu phụ nữ được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên, người này lại có lòng đố kỵ và ham muốn chiếm hữu rất lớn, nên khiến cho người chồng đôi lúc cảm thấy ngột ngạt cưỡng chế. Khi yêu, người tuổi Tân Sửu luôn thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành nhất. Họ không phô trương, nói những lời hoa mỹ lãng mạn. Tình yêu của những người này thể hiện qua những hành động ấm áp, âm thầm và ngọt ngào. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, có phần tẻ nhạt, nhưng thật ra trong người tâm họ có một tình yêu vô cùng sâu sắc, nồng cháy và thủy chung. Nếu bạn thực sự nghiêm túc muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương gắn bó lâu dài với người này, bạn cần phải thấu hiểu, lắng nghe những điều thầm kín của họ. Họ có xu hướng tìm cho mình một nửa có chung tính cách, sở thích và đặc biệt là sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Dù trong công việc hay tình yêu, tuổi Tân Sửu đều thực hiện hóa mọi vấn đề, bởi vậy đôi khi họ khiến đối phương cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt. Cách tốt nhất để duy trì tình yêu của bạn là tạo ra những bất ngờ thú vị, mới mẻ, dành nhiều thời gian để quan tâm người ấy. Phụ nữ tuổi Tân Sửu biết hy sinh, nhường nhịn và vô cùng đảm đang. Họ là mẫu người của chuẩn mực xã hội, là con người của gia đình. Khi đã kết hôn, họ sẽ hết lòng vun đắp cuộc sống hôn nhân và gia đình luôn là nguồn động lực cho chồng con. Phụ nữ tuổi Tân Sửu có trách nhiệm với gia đình của mình, biết cân bằng sắp xếp thời gian hợp lý giữa việc cơ quan và việc nhà. Tuy nhiên, những người này rất dễ bị tổn thương bởi việc làm sai trái của người khác, thậm chí họ sẽ mang thù hận trong lòng. Không bao giờ tha thứ cho người đó, họ cũng dễ ghen tuông mù quáng, luôn muốn quản lý chiếm hữu đối phương. Đàn ông tuổi Tân Sửu thích hợp với những cô nàng hiền thục, đoan trang và dịu dàng. Họ luôn mong muốn được đối phương thấu hiểu tâm tư, suy nghĩ thầm kín của mình. Những người này cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai. Vì vậy, tình cảm của họ đôi khi bị hiểu lầm, rất quan tâm, yêu thương gia đình. Nhưng đôi khi đàn ông tuổi Tân Sửu ra trường và nóng nảy, luôn yêu cầu mọi người thực hiện những nguyên tắc nội quy trong cuộc sống. Sau tuổi 63 có nhiều thuận lợi, may mắn trong đời sống tình cảm và sẽ có một năm vợ chồng ấm êm, tình cảm mặn nồng. Quan hệ vợ chồng sẽ được củng cố do đối tác hết lòng hỗ trợ bạn, do đó đem đến cho bạn sự ổn định và đam mê. Tuổi Tân Sửu tương hợp nhất với tuổi Tỵ và tuổi Dậu, những người trong nhóm tam hợp này sẽ có một mối quan hệ rất tốt, kể cả trong quan hệ hôn nhân hay làm ăn, cùng nhau họ sẽ tận hưởng thành công, hạnh phúc, thịnh vượng. Nam mạng về vấn đề tình duyên, tuổi Tân Sửu có chia làm 3 giai đoạn như sau. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào tháng 4, tháng 8, tháng 9 và 12 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời của bạn được hưởng hạnh phúc, một chồng, một vợ mà thôi, đó là bạn sinh vào những tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Nữ mạng, chuyện nhân duyên của nữ mạng Tân Sửu được phân thành 3 trường hợp sau. Những người có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên khi sinh vào các tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Những người có chuyện tình duyên thay đổi 2 lần trong cuộc đời khi sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 âm lịch. Theo tử vi, tuổi Tân Sửu đường tình duyên thuận lợi, không phải trải qua sự thay đổi nào đối với những ai sinh vào tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sau 63 tuổi không có quá nhiều biến động. Nhìn chung, bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành, có điều nhiều thời điểm trong năm sức khỏe suy giảm. Tuổi Tân Sửu dễ đổ bệnh, dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng gây không ít rắc rối trong cuộc sống và vấn đề tài chính. Thời điểm đầu năm, các vấn đề sức khỏe đối với tuổi Tân Sửu thường xảy ra do không để ý đến các tín hiệu từ chính cơ thể mình gửi đến, cần có chế độ ăn uống, tập luyện khoa học hơn để bảo vệ bản thân được tốt nhất. Các cơ quan nhạy cảm nhất đối với người tuổi Tân Sửu là dạ dày, huyết áp hoặc các vấn đề về thần kinh. Vì thế, các bài tập giúp giải tỏa hay thần kinh sẽ rất có lợi cho bạn. Vận mệnh người tuổi Tân Sửu theo tháng sinh âm lịch. Người tuổi Tân Sửu sinh tháng Giêng. Những người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng Giêng thông minh, tài trí hơn người, tuy nhiên thiếu sự may mắn và thời cơ thuận lợi,
bởi vậy thành công của họ thường đến muộn. Người tuổi Tân Sửu, sinh tháng 2. Có hoài bão, ước mơ lớn, song do thiếu sự tính toán cẩn thận mà vấp phải nhiều thất bại, nếu kiên trì vượt qua, sự nghiệp sẽ ngày càng ổn định, vững chắc. Người tuổi Tân Sửu, sinh tháng 3. Con người tự do phóng khoáng, thích bay nhảy làm những điều mình muốn, những người này thường có xu hướng kết hôn muộn, nhờ vào sự thông minh, mưu trí mà tuổi Tân Sửu dễ dàng xây dựng được sự nghiệp vững chắc ngay từ khi còn trẻ tuổi. Người tuổi Tân Sửu, sinh tháng 4. Cần cù, chịu khó nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán, bỏ lỡ nhiều cơ hội vận may quý giá. Nếu muốn đạt được thành công, người này cần phải rèn luyện sự kiên trì và học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Người tuổi Tân Sửu, sinh tháng 5. Không kiên định, không có lập trường vững vàng, dễ thay đổi và tin tưởng người khác. Bởi vậy, trong cuộc đời tuổi Tân Sửu không ít lần bị kẻ xấu lợi dụng dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, nếu cẩn thận kiên nhẫn mọi khó khăn trắc trở đều có thể giải quyết. Người tuổi Tân Sửu, sinh tháng 6. Ngay từ khi còn nhỏ đã ham học hỏi, hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa, càng trưởng thành, càng năng nổ nhiệt tình tốt bụng. Hễ gặp khó khăn là có quý nhân phù trợ giúp đỡ, cả đời sống trong an nhàn sung sướng, không lo túng thiếu. Người tuổi Tân Sửu, sinh tháng 7. Gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, sớm có công việc ổn định, xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, vợ chồng một lòng chung thủy yêu thương nhau, về già có của ải, tài lộc để cho con cháu. Người tuổi Tân Sửu, sinh tháng 8. Tự thân lập nghiệp, đi lên từ hai bàn tay trắng, sớm muộn cũng đạt được thành công. Cuộc đời tuy phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ, nhưng được hưởng phúc lộc, càng về già cuộc sống càng ổn định, sung sướng, gia đình hòa thuận, vợ chồng yêu thương cùng nhau chia sẻ vượt qua khó khăn. Người tuổi Tân Sửu, sinh tháng 9. Được hưởng phúc lộc của ông bà tổ tiên để lại, nên cuộc đời gặp nhiều may mắn, khó khăn có quý nhân phù trợ giúp đỡ, gian lao vất vả, nhưng sớm thành danh, đạt được địa vị, quyền lực trong xã hội. Người tuổi Tân Sửu, sinh tháng 10. Ban đầu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn khó khăn, nhưng nhờ sự thông minh, quyết tâm mà xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định, càng về sau cuộc sống càng đầy đủ tiện nghi. Người tuổi Tân Sửu, sinh tháng 11. Có nhiều ước mơ hoài bão, nhưng không biết phấn đấu, sẽ chán nản bỏ cuộc. Người này muốn thành công, cần phải có thời gian và lòng kiên trì. Người tuổi Tân Sửu, sinh tháng 12. Đường công danh sự nghiệp không mấy thuận lợi, nhưng tình duyên lại gặp vô vàn may mắn, cuộc sống gia đình hòa hợp, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Tân Sửu sau 63 tuổi, câu chuyện về Đức Phật và hai chiếc bình đất, chuyện kể lại rằng một chàng trai trẻ vừa mới mất cha nên cố gắng làm điều gì đó tốt đẹp cho người đã khuất, nghe nói các tu sĩ hộ niệm có thể giúp người mới mất sớm được siêu thoát. Nên người này cầu xin Đức Phật, một người vĩ đại có thể cử hành một nghi lễ hay nghi thức để cho mình nhận được điều tương tự. Đức Phật hiểu rằng nói chuyện phải trái với một người đang không đủ bình tĩnh là điều rất khó, thế nên Ngài yêu cầu người này ra chợ mua hai cái bình đất về. Sau đó, Đức Phật yêu cầu anh làm đầy một bình bằng bơ và bánh quy bằng đá sỏi. Anh chàng làm theo vì tin rằng có thể yêu cầu của mình sắp được Ngài thực hiện. Sau khi niêm phong hai chiếc bình, Ngài bảo anh thả chúng xuống một cái hồ và bình liền chìm xuống đáy. Đức Phật tiếp tục yêu cầu anh mang một cây gậy cứng để có thể đập cả hai chiếc bình. Người này làm theo từng bước vì nghĩ rằng đó có thể là quy trình của một nghi lễ. Khi bình vỡ bơ ở bình đầu tiên trào ra và nổi lên trên mặt nước, trong khi đó, sỏi thoát ra từ cái bình còn lại và rơi xuống đáy hồ. Lúc này, Đức Phật mới ôn tồn bảo người kia, những gì ta có thể giúp anh thì ta đã làm xong, giờ đây anh hãy nhờ tất cả các tu sĩ đến và nói họ cầu nguyện, bơ ơi hãy chìm xuống đáy hồ, sỏi ơi hãy chuồn lên mặt nước. Anh này ngạc nhiên đáp, dạ thưa sao có thể như vậy được, như thế là trái quy luật của tự nhiên, sỏi nặng hơn nước nên chìm xuống dưới, còn bơ nhẹ hơn nên mới nổi lên. Không có chuyện ngược lại, cho dù cầu nguyện, này anh bạn có vẻ anh biết rõ về luật của tự nhiên. Tuy nhiên, anh không muốn hiểu luật của tự nhiên cũng áp dụng vào cuộc sống của anh. Nếu cho anh từng làm những việc nặng như sỏi, thì chắc chắn phải chịu xuống. Còn ông ấy làm những việc nhẹ như bơ, thì ắt sẽ nổi lên. Không ai có thể điều khiển được việc đó cả, bao gồm cả cầu nguyện. Đức Phật đáp lời, lúc này anh bạn trẻ mới hiểu ra vấn đề và cảm ơn Ngài, rồi lặng lẽ ra về bài học qua câu chuyện trên. Ta có thể thấy người con trai khá cố chấp, mong Đức Phật hỗ trợ mình một điều khá viển vông. Anh tin rằng Ngài có phép màu để biến không thành có, mà không đối diện với sự thật rằng ai trong chúng ta cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên của cuộc sống. Có thể nói,
Hầu hết chúng ta cũng giống như người con trong câu chuyện Đức Phật và hai chiếc bình đất, ta hay nói về quy luật tự nhiên của cuộc sống. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ dũng cảm đối mặt với chúng. Khi có điều trái ý muốn của mình xảy ra, thậm chí càng rơi vào khó khăn, ta càng hay cầu mong có ai đó ra tay giúp đỡ. Ví như thần hoặc Phật mà không giúp lúc này thì ta sẽ oán, cuối cùng không chịu nhận ra rằng chỉ có chính bản thân mới tự cứu lấy được chính mình mà thôi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Tân Sửu đổi đời giàu có hơn người sau năm 63 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.